À, hóa ra vậy. Đây em đang đi chỗ nhà văn hóa tôi Quyết Thắng này. Quyết Thắng lại. Thì là bây giờ mời tất cả anh chị em sẽ đi sâu vào bên trong này để cùng xem không gian các kiểu các bác nhé. Thì là em anh Giai đấy thì đang sinh sống và làm việc bên nước Nga. Con chào bác. Con tên là Khánh. Dạ vâng. Con vừa qua bên chỗ thành Mỹ xong. Dạ vâng, tất nhiên ạ. À không, cái chỗ này là nếu mà được như thế thì con sẽ để như thế, còn nếu như mà về tính nó không được như thế thì mình thụt lên luôn, bởi vì là cái hàng chân nó sẽ đi tầng này. Ví dụ bác sẽ hình dung là từ cái chân gỗ miền Bắc nâng tầm đẳng cấp ngôi nhà Việt. Hotline 0395031999. Chưa tới thì phải nhỉ? Đây anh không nhận ra được. Không nhận ra luôn. Đây là đây là đây em xem nào. Em vừa hỏi công các bà đây chỉ là có tầm 2 cây nữa, cái vị trí lúc đấy là em phải lên 2 cây nữa. Đó, tầm nhất tầm đấy đủ mình tầm 2 cây gần 2 cây số nữa. Dạ vâng. Có thể hóa ra là thành Vinh sát thành Mỹ à, thành Mỹ ấy nhỉ? À đúng rồi. Nhái ở đầu cuối Mỹ đầu Vinh luôn. À hóa ra vậy. Đây em đang đi chỗ nhà văn hóa tôi Quyết Thắng này. Quyết Thắng lại không phải à? Đi lên khoảng tầm 1 km hơn 1 km à? À, hóa ra vậy. Thế thì đúng là ngay chỗ thành Mỹ luôn rồi. Cứ đi là chị không? Dạ vâng. Đây, chắc sắp đến rồi. Đây, thôn Thống Nhất đây rồi. À, các bạn chị thân mến, ở clip ngày hôm nay em mời tất cả anh chị em lại tiếp tục về Thạch Thành Thanh Hóa, đó chính là thôn Thống Nhất ở xã Thành Vinh để ký nhận công trình với anh trai tên là anh Thiệu. Ngày hôm nay thì em cũng vừa ký hợp đồng với anh Tuyên có tại Thạch Thành Thanh Hóa xong, vẫn trên cung đường này. Đó, bên kia là thành Mỹ, còn bên này là thành Vinh. Rất là có duyên với anh chị em ở Thạch Thanh Hóa luôn, và cảm ơn tất cả anh chị em rất nhiều. Thôn Thống Nhất chứ. À thôn Thống Nhất đấy, con đang đúng ở cổng chào luôn đấy không? À thôn Thống Nhất à, hôm nay anh đang ở đường dưới đi lên à? Con đang ở từ từ chỗ Thành Vinh đấy ạ, từ Thành Vinh đi lên Thành Mỹ đấy ạ. À lên Thành Mỹ à, thế thì lên trên tôi còn khoảng 600-700 mét nữa. À đây hình như nhà mình đang xây, đang đổ tầng 2 đây ạ. Gần, nhà ông có gần chỗ điện máy Hoàng Long đúng không? Vậy thì con đang ở đúng chỗ cổng nhà mình rồi đấy ạ. Dạ vâng. Ông có ở trong đây luôn đúng không? Hay là con vào con đo đạc các kiểu không? Hay như nào ạ? Rồi ông à, anh cứ ở đó đi, tôi lên đó. Dạ vâng, vậy thì con xin phép con vào luôn, con đo luôn ông nhé. À, các bạn anh chị em thân mến, ngày hôm nay em mời tất cả anh chị em tới với nhà anh Thiệu. Đó, thì ô tô em vẫn phải nổ máy, bởi vì sao? Bởi vì thời tiết nó rất là nóng các kiểu. Thì em phải nổ máy trước như vậy, điều hòa mát. Thì là bây giờ mời tất cả anh chị em sẽ đi sâu vào bên trong này để cùng xem không gian các kiểu các bác nhé. Thì là em anh Giai đấy thì đang sinh sống và làm việc bên nước Nga, nhưng mà tuy nhiên là về đây em sẽ làm việc trực tiếp với hai bác Giai ở nhà. Thì là bác Giai một chút nữa thôi, em vừa điện rồi sẽ lên tới đây, thì em cũng xin phép bác Giai là em đi vào đây em đo đạc luôn các bác nhé. Đó thì ok, bây giờ em sẽ tiến hành đo đạc luôn này, không gian nhà anh là bao nhiêu nhá. Đó. Và như vậy, như thế này thì em làm không gian này quá là đẹp luôn. Và em sẽ thiết kế cho anh ra đây sẽ là một ô trống chính này. Ok, em sẽ đi tiếp vào hành lang này. Ở đây có lẽ là không gian của phòng ăn, phòng bếp rồi. Check chiều ngang thì là vẫn vậy thôi. Ở như vậy em vừa đo kích thước của không gian phòng khách, phòng ăn và hành lang rồi. Con chào bác nhá. Có bên trần gỗ ạ. Con chào bác. Con tên là Khánh. Dạ vâng. Con vừa qua bên chỗ thành Mỹ xong. Nhà anh Tuyên. Chứ con lắp cho anh Sơn cách đây cũng gần đấy. Anh Sơn bên cây. Anh Sơn Sơn Thương nhá. Dạ vâng. Thì con vừa đo cái không gian nhà mình rồi. Thì là cái chỗ này con thiết kế 3 cấp và đẹp nhất ạ. Con sẽ điện luôn cho anh Thiệu luôn.
Bác là bố của anh Thiệu ạ. À, bố vợ. Bố vợ tuyệt vời luôn đấy. Gọi cho anh Thiệu. Đây, cái ô phụ mình sẽ thụt lên. Mình sẽ để một ô như này à, bình nhất ở cái chỗ hành lang. Đó, mình sẽ làm phẳng bên trên và mình thụt lên ạ. Đây, tức là cái trên là vấn đề này chứ. Dạ vâng, tất nhiên ạ. Vẫn có chiều thôi chứ. À không, cái chỗ này là nếu mà được như thế thì con sẽ để như thế, còn nếu như mà về tính nó không được như thế thì mình thụt lên luôn, bởi vì là cái khuôn nó chỉ có như vậy. Bác hình dung không ạ? Đó, tất nhiên là các cấp này nó sẽ bằng nhau hết này. Các cấp này sẽ bằng thông bằng nhau hết. Tất cả, và nó sẽ cách cái đai dầm này nó sẽ khoảng tầm 3 đến 5 phân ở bộ con treo qua trường. Và sau khi hạ 3 cấp, ví dụ cái chỗ này nó sẽ đây khoảng tầm độ 10 15 này, 15 thêm khoảng tầm độ 17 18 nữa thì hàng chân nó sẽ qua tầm này. Hàng chân nó sẽ đến tầm này, ví dụ bác sẽ hình dung là từ cái đáy dầm này sẽ xuống khoảng tầm độ 60 mấy phân nữa là hàng chân cuối cùng. Hàng chân nhá. Không sao ạ, gặp đâu bo đấy ạ. Anh Thiệu đang sinh sống và làm việc bên Nga cơ. Em có về đây làm việc trực tiếp với bác trai ở nhà. Đó, thì là về đây thì em làm việc về Thành Vinh, Thanh Hóa. Vừa đấy cũng chốt cho anh Tuyên ở Thành Mỹ thôi. Chân gỗ miền Bắc nâng tầm đẳng cấp ngôi nhà Việt. Hotline 0395031999.